Xin kính chào quý vị và các bạn. Thành ngữ có câu gừng càng già càng hay để chỉ những người càng trải nghiệm nhiều, đi nhiều, biết nhiều, học nhiều, có nhiều kinh nghiệm sống thì càng hay. Có nghĩa là người đó càng hiểu biết, càng có nhiều kinh nghiệm trong các tình huống cần xử lý. Đó là những bài học họ đã rút ra được từ quá trình trưởng thành và vấp xã hội. Và thường thì họ có cách xử lý đúng đắn, khôn ngoan hơn những người còn trẻ, người non dạ. Tại sao mình lại nói về câu thành ngữ này nhỉ? Nếu nhìn vào màn trình diễn hôm qua của Văn Quyết trước câu lạc bộ Công an Hà Nội thì thực sự các bạn sẽ phải thốt lên hai từ đẳng cấp. Chỉ trong vòng 8 phút ngắn ngủi, từ phút 72 đến 80, Văn Quyết cùng các đồng đội đã khẳng định với tất cả rằng trước một đội bóng giành nhiều chức vô địch nhất lịch sử giải đấu thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ còn là một tân binh phải nỗ lực rất nhiều. Dù màn trình diễn của đội bóng này trước câu lạc bộ Topeland Bình Định là rất xuất sắc. Kết thúc hai trận derby thủ đô, câu lạc bộ Hà Nội ghi được 3 bàn thắng và tất cả đều do công của chàng thủ lĩnh Văn Quyết. Nếu nói rằng Văn Quyết là cầu thủ lớn của những trận cầu lớn thì quả không sai. Và nó có thể sẽ mở ra một cơ hội mới, thời cơ mới cho Văn Quyết dưới thời của một huấn luyện viên mới ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở vòng đấu đầu tiên V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh dấu sự trở lại theo cách không thể đẹp hơn khi hủy diệt đội bóng đứng thứ 3 ở mùa giải trước với cách biệt 5 bàn không gỡ. Với những con người chất lượng cả nội binh lẫn ngoại binh, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Trái lại, câu lạc bộ Hà Nội đã chỉ có được một điểm trước đối thủ Viettel dù dẫn trước đối thủ đến những phút cuối cùng. Chính vì điều này mà rất nhiều người hâm mộ cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể đánh bại được nhà đương kim vô địch V-League trong trận derby thủ đô thứ hai của mùa giải. Mặc dù vậy, thực tế đã chứng minh câu lạc bộ Hà Nội vẫn là một đội bóng rất khó bị đánh bại bởi sự già dơ và sự tỏa sáng của những ngôi sao. Dù bị đối thủ chơi có phần lấn lướt trong quãng thời gian đầu của hiệp 1, nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã nhanh chóng tìm được nhịp chơi quen thuộc sau khi không may mắn trong việc ghi bàn trước giờ nghỉ. Đội bóng áo tím đã định đoạt được trận đấu nhờ kinh nghiệm và sự xuất sắc của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Để nói về trận cầu tâm điểm của vòng 2 V-League 2023, chúng ta có rất nhiều điều để nói. Nhưng cái làm nổi bật lên tất cả là sự lì lợm, da dơ, kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng. Hay nói cách khác, họ vẫn đang mang trong mình DNA của nhà vô địch. Sau trận hòa tương đối thất vọng trước câu lạc bộ Viettel, một số người đặt ra những dấu hỏi về sức mạnh cũng như tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Và thực tế điều này phần nào đã đúng trong những phút đầu tiên trên sân hàng đẫy mới đây khi họ lép vế trước câu lạc bộ Công an Hà Nội thăng hoa sau chiến thắng 5 sao ở vòng đấu đầu tiên. Nhưng thời gian trận đấu càng trôi đi, mọi thứ càng trở về với tầm kiểm soát của đội đương kim vô địch. Theo đó, Văn Quyết và các đồng đội đã khiến những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến phải cuốn theo lối chơi của mình trước khi tung ra những cú đấm khiến đối thủ không thể gượng dậy. Chiến thắng này đã cho thấy sự bản lĩnh của đội đương kim vô địch trong những trận cầu quan trọng. Vào lúc này, câu nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi vẫn đang đúng với câu lạc bộ Hà Nội. Trong một số thời điểm, đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam có thể chơi không tốt. Tuy nhiên, trong một cuộc đua đường dài, họ vẫn luôn biết cách làm thế nào để giành lợi thế trước đối thủ. Minh chứng cho điều này là việc câu lạc bộ Hà Nội không thắng trong 3 trận liên tiếp kể từ khi V-League 2022 trở lại sau dịch Covid-19. Nhưng sau đó họ đã có 7 lần liên tiếp ca khúc khải hoàn để tạo ra khoảng cách với các đối thủ trước khi tiến lên ngôi vô địch vào cuối mùa. Sau một mùa giải hoàn hảo khi có được cả chức vô địch V-League lẫn cúp quốc gia, Đoàn Văn Hậu đã bất ngờ chia tay câu lạc bộ Hà Nội để tìm kiếm thử thách mới tại câu lạc bộ đầy tham vọng là Công an Hà Nội. Giới chuyên môn đã đánh giá rằng việc cựu cầu thủ của câu lạc bộ Heerenveen Hà Lan ra đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội đã chứng minh sự thiếu vắng Văn Hậu không phải là vấn đề quá nghiêm trọng khi mà họ sở hữu lối chơi không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. Ngoài ra, người thay thế Văn Hậu là Văn Vĩ cũng là cầu thủ tương đối chất lượng, dù chưa thể lập tức để lại dấu ấn lớn, nhưng phần nào Văn Vĩ đã thể hiện được sự nỗ lực của mình. Nói về Văn Vĩ, anh là một trong những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hà Nội, cùng lứa với Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải, nhưng chỉ đến khi thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh mới thực sự bước ra ánh sáng và được các huấn luyện viên chú ý. Sau hai mùa giải thi đấu thành công trong màu áo của đội bóng núi Hồng, Văn Vĩ đã được câu lạc bộ Hà Nội đưa về để chám vào đúng vị trí của Văn Hậu khi hậu vệ này gặp chấn thương dài hạn. Phong cách chơi bóng máu lửa, nền tảng thể lực sung mãn cùng sự ổn định là những điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1998. Vào tháng 3 năm ngoái, Văn Vĩ đã được huấn luyện Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy, anh không được trao cơ hội để chính thức ra mắt trong màu áo của những chiến binh sao vàng. Sở hữu trong đội hình rất nhiều những ngôi sao, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn cần thời gian để định hình lối chơi cũng như tăng sự gắn kết của các cầu thủ. Nhìn lại trận thắng tưng bừng của họ trước câu lạc bộ Bình Định,
Dù chơi khá tốt và thắng đậm nhưng không thể không nói rằng đội bóng Nam Trung Bộ đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược. Ngoài ra, việc thiếu vắng hai cầu thủ từng chơi rất hay trước câu lạc bộ Bình Định là Văn Thanh và tiền đạo Sumo do chấn thương đã khiến những tình huống tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội không có được nhiều sát thương như cách đó ít ngày. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng có chất lượng. Mặc dù vậy thì họ cũng cần thời gian để có thể biến những ngôi sao trong đội hình thành một tập thể mạnh. Chính vì thế mà thầy trò huấn viên Paulo Foini đã không thể tạo ra bất ngờ trước đội bóng cùng thành phố. Nhưng về lâu về dài, đây sẽ vẫn là một đối thủ rất khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào tại V-League năm nay. Xuyên suốt nhiều năm qua, Nguyễn Văn Quyết luôn thi đấu ổn định và là trụ cột trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Ở mùa giải gần nhất, đội trưởng của đội bóng thủ đô đã đóng góp rất lớn vào thành tích vô địch V-League. Theo đó, thì tiền đạo 31 tuổi ghi 9 bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Không chỉ đóng góp bàn thắng, Văn Quyết cũng đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của câu lạc bộ Hà Nội khi anh di chuyển rộng và tham gia việc phát triển bóng. Ngoài ra, với tư cách đội trưởng, cầu thủ sinh năm 1991 cũng khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn đội ở trên sân, cũng như có vai trò quan trọng trong phòng thay đồ. Ở trận đấu mới đây, Văn Quyết đã thêm một lần nữa chứng minh được tầm ảnh hưởng quan trọng của mình với câu lạc bộ Hà Nội bằng hai pha lập công. Đầu tiên, anh tận dụng tốt lỗi kèm người của trung vệ Bùi Tiến Dụng để băng vào sát khu vực 5m50 và đánh đầu khai thông thế bế tắc cho nhà đương kim vô địch V-League. Tới phút 82, Văn Quyết đã thêm một lần nữa lên tiếng để định đoạt số phận của trận đấu sau hai cú sút liên tiếp trong vòng cấm địa. Với những gì đã thể hiện không quá khi nói rằng một tay Văn Quyết đã đem về 3 điểm đầu tiên cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League năm nay. Chúng ta không thể phủ nhận rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội là một tập thể mạnh với những gương mặt đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng ở một trận đấu cụ thể và trong một trận cầu như vậy thì rõ ràng đội bóng này vẫn cần thêm thời gian để kết nối những ngôi sao thành một tập thể mạnh. Và câu chuyện trong trận đấu lượt về sẽ là điều chúng ta chờ đợi. Còn lúc này rõ ràng câu lạc bộ Hà Nội vẫn cho thấy mình là một đối thủ lớn với bất kỳ đội bóng nào. Nhất là khi ở họ vẫn luôn có những ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng như Văn Quyết. Câu chuyện giờ đây với Văn Quyết chính là việc thời cơ đang mở ra dưới thời một huấn luyện viên mới để anh có thể chấm dứt cho một mâu thuẫn bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Tỏa sáng và là đầu tàu ở câu lạc bộ nhưng không thể tỏa sáng và vẫn phải chấp nhận ngồi hàng đầu ở băng ghế dự bị. Một huấn luyện viên mới có thể sẽ trao cơ hội cho Văn Quyết nếu như anh tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại. Quý vị và các bạn có thể đưa ra những ý kiến bình luận của mình trong phần comment. Đừng quên ủng hộ kênh bằng những lượt like và chia sẻ cũng như đăng ký bấm follow. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.